Tôi cưới vợ năm 2016. Thì lúc đấy tôi đã hơn 38 tuổi rồi, một cái tuổi cũng khá muộn để lập gia đình. Và sau khi lập gia đình thì chúng tôi phải tập trung làm kinh tế mất vài năm, thì là chúng tôi phải kế hoạch hóa gia đình một chút, là không dám sinh con ngay thời điểm đấy. Và sau khoảng 3 năm làm kinh tế thì chúng tôi có ba ăn ba để. Thế là sau đấy chúng tôi tính cái chuyện là thôi bây giờ không kiêng cữ nữa mà sẽ sinh con, bởi vì là tuổi bắt đầu lớn rồi, cũng hơn 40 cả rồi. Thì tôi bắt đầu là lúc đấy chúng tôi không hề có kiêng cữ gì cả, mà sau hơn một năm cũng không có tin vui. Vợ chồng tôi cũng rất sốt ruột, mà bố mẹ thì thúc giục rất là nhiều. Thế là hôm đó là hai vợ chồng tôi phải rủ nhau đi khám về sức khỏe tình dục xem thế nào. Thì rất là may là khi khám xong thì vợ tôi không sao, sức khỏe rất là tốt, về sinh lý thì rất là tuyệt vời. Nhưng bản thân tôi thì lại bị yếu sinh lý, mà lúc đấy thì tôi biết là tại sao, là bởi vì lúc cái hiện tượng của tôi là nó một sao chắc là sau mấy năm đi làm kinh tế nhiều quá, nó vất vả quá, thì là tôi bắt đầu là có những hiện tượng là quan hệ với vợ. Nói thật với các bạn là chuyện rất tế nhị, là không được lâu, nó chỉ 3-4 phút thôi. Đó là cũng như là các cụ thường nói là gì ạ, chuyên đến chợ để hết tiền. Là vợ tôi thì không sao, mà tôi thì bị cái đấy tôi rất là lăn tăn, bởi vì là mình là đàn ông, những cái chuyện tế nhị không biết tâm sự cùng ai cả. Mà sau đấy thì còn đau lưng mỏi gối, nó rất nhiều cái hiện tượng là nó rất là yếu sức khỏe. Thì tôi cũng phải tìm rất nhiều loại thuốc bổ để uống. Thế nhưng mà sau khi một thời gian uống thì cũng cái tính hiệu quả không thấy nó đâu cả, thấy không ăn thua gì. Và tôi cũng rất là chán nản, bởi vì nhiều cái buông xuôi không nghĩ đến cái chuyện đấy lắm. Rất tình cờ là một hôm là tôi đang ngồi xem tivi thấy quảng cáo về sản phẩm, thì tôi cũng chú ý, thì bởi vì nó đúng cái bệnh của tôi đang cần. Thì là thấy cái người lương y mà sản xuất cái sản phẩm này thì ông đã hơn 90 tuổi rồi, và ông lại lấy một cô vợ mà kém ông những 50 tuổi mà vẫn sinh ra một cặp trai gái rất là hoàn hảo. Thì tôi lại đấy là thêm một cái động lực cho tôi, là tôi lại tìm hiểu thêm về sản phẩm xem là tại sao lại có sản phẩm hay đến thế. Và sau khi tìm hiểu kỹ về sản phẩm thì đây là cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe, và nó còn tăng cường sinh lý nữa. Thì tôi mới mua về dùng thử. Thì là dùng được 2 tháng đầu tiên thì thấy sức khỏe tốt lên, và cái chuyện mà gần gũi với vợ thì nó rất là hiệu quả. Thì tôi mừng quá, tôi mới sử dụng thường xuyên. Và lần thứ hai thì tôi thấy cái căn bệnh của tôi nó giảm là rất tốt rồi. Và rất may cho tôi là sau 4 tháng sử dụng thì là vợ tôi báo tin vui. Ôi, gia đình tôi, bố mẹ tôi và chúng tôi vui quá. Thật là không ngờ sản phẩm nó lại kỳ diệu đến như vậy. Tôi rất cảm ơn sản phẩm Trường Xuân Vương đã đem đến cho tôi hạnh phúc và đem đến cho chúng tôi một đứa con tuyệt vời nữa. Xin cảm ơn sản phẩm Trường Xuân Vương rất nhiều. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.